Xin chào các bạn. Hôm nay thì Bố Xu sẽ mở hộp cái máy làm sữa hạt của hãng G-Tech với số hiệu là GT006. Rồi Xu mở ra đi. Máy được nhập khẩu từ Đức. G-Tech 006. Đây là hướng dẫn sử dụng máy này. Phiếu bảo hành. Đây rồi. Đây là cái nồi. Đây là cái gì đây? Máy. Dây điện. Cái nắp. Cái cối bằng thủy tinh. Rồi. Rồi sao? Này ha. Đây là cái thân máy, có cái đầu điện và mình sẽ đặt cái máy lên đây. Đây là thân máy, cái cối làm bằng thủy tinh, nhập khẩu bằng từ Đức, cho nên là rất là chắc chắn ha. Ở trong cái này là cái dao bằng thép Đức, nghe quảng cáo là như vậy ha. Là mình sẽ bỏ cái này lên, cái này là cái nắp. Nếu như mà cái này không kín thì điện nó sẽ không có quay. Rồi. Còn đây là một cái cối. Cái nồi này có thể để hấp này, để nấu sức này. Và cái nồi như thế này, nó có những cái khớp mà ở đây ha. Đây. Công suất là 800W, bỏ vô như thế này. Nếu hấp được như thế này, đẩy lên như thế này. Giống cái nồi cũng rất là đa năng ha. Còn đây thêm một cái nữa là cái để xay xích tố, mình bỏ vào đây, mình ép để cho nó đều xuống cái dao. Rồi còn gì nữa ra dây nguồn ba chấu. Ok, còn cái này là dùng để vệ sinh. Cái máy này có giá là 5 triệu 650 ngàn, được tặng một cái thớt cường lực Kenda. Ở đây thớt cường lực Kenda. Được quảng cáo là không có ồn, và chỉ 20 phút là có ra sữa hạt. Thì mình sẽ thử nghiệm cho các bạn thấy ha. Cái máy này á là nhập khẩu từ Đức, nhưng mà do công ty G-Tech là chuyên nhập khẩu phân phối cái hàng châu Âu và đặt ở Đức về, tức là đặt ở Đức theo tiêu chuẩn Việt Nam, và nói rằng là giá nó rất là dễ chịu, phù hợp với người Việt Nam. 5 triệu 650 ngàn. Không ồn. Rồi mình thử nha. Ép cái gì? Chẳng là ép cho xanh hay là đen? Bây giờ thử điện đã. Rồi đầu tiên khi mà mình trước khi mình sử dụng cái máy này đó, thì mình sẽ vệ sinh cái cối xay này ha. Cối xay mình đổ nước vô và có chức năng vệ sinh cái máy. Tuy nhiên nếu như mà mình để cái
cái thân máy với cái cối không khớp thì nó sẽ hiện lỗi là E1 và mình phải để cho nó khớp. Ở đây có cái chữ align là sẽ khớp lại ha. Rồi mình đậy cho nó kín và nó khớp như thế này, nó khớp như thế này thì ok. Ở đây nó sẽ có thêm cái lỗi E2 hoặc E3 là cảm biến nhiệt độ quá nóng, thực phẩm sẽ bị khê ở đáy nồi. Rồi như vậy thì mình sẽ bấm là power on ha, và function nó sẽ chạy tới cái chức năng đó là cleaning. Rồi và bấm power máy chạy khá là êm, không ồn như những cái máy khác ở trên thị trường, và nó sẽ hết là 37 phút để clean cái